1. Duolingo. Duolingo là một ứng dụng học tiếng Anh rất nổi tiếng. Ứng dụng được thiết kế để người dùng làm quen với tiếng Anh từ mức độ dễ đến khó. Nó dạy cho bạn những từ vựng liên quan đến những chủ đề thông dụng thường ngày như học tập, khoa học, trường học, bằng hình ảnh. Bên cạnh đó, bạn còn được làm bài tập giúp củng cố khả năng ghi nhớ từ vựng đã học. 2. Memrai. Đây là một app luyện nghe tiếng Anh miễn phí chuyên dành cho việc học ngôn ngữ, trong đó có cả tiếng Anh. Memrai sở hữu một kho từ vựng đồ sộ và tuyệt vời. Ứng dụng này được phát triển dựa trên phương pháp ghi nhớ từ vựng thông qua những hình ảnh vui nhộn, những mini game thú vị. Người học có thể vừa học vừa chơi, tạo cảm giác thoải mái và giúp ghi nhớ lâu hơn. 3. Học tiếng Anh giao tiếp TE Plus. Ứng dụng TE Plus chọn lọc hơn 1.000 từ tiếng Anh thông dụng, từ cơ bản đến nâng cao và dành cho mọi lứa tuổi. Nó hỗ trợ nhiều đoạn video mẫu để người dùng có thể nghe trực tiếp hoặc ngoại tuyến, tăng khả năng nghe và cải thiện phát âm của người học. 4. Oxford Dictionary. Oxford Dictionary là một ứng dụng từ điển cực nổi tiếng với hơn 350.000 từ cụm từ và nghĩa khác nhau. Nó giúp người học dễ dàng tra nghĩa của từ với giao diện trực quan, thân thiện, giải thích gần như đầy đủ các tầm nghĩa của một từ. Oxford Dictionary có các công cụ tìm kiếm và ngôn ngữ tiên tiến được thiết kế bởi một nhà phát triển có nhiều kinh nghiệm trong việc tạo ra từ điển và công cụ học tập. Nó là lựa chọn hàng đầu cho các chuyên gia, sinh viên và các học giả cũng như bất kỳ ai khác cần một ứng dụng từ điển toàn diện. 5. Cách tiếng Anh giao tiếp miễn phí. Cách là một ứng dụng chuyên về luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh miễn phí. Phương pháp học chính của ứng dụng này là luyện nói, luyện giao tiếp theo mẫu câu. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng ghi nhớ và luyện tập các đoạn hội thoại từ các tình huống thực tế hay trong cuộc sống hàng ngày. Cách kiểm tra phát âm của bạn với nhận dạng giọng nói AI. Chỉ cần ghi âm lại giọng nói của mình, bạn sẽ nhận được phản hồi về những lỗi phát âm của mình ngay lập tức.